Các chuyên gia cho biết, bạn có thể không cần bảo hiểm nhân thọ trong nhiều tình huống. Nếu bạn còn trẻ và không mắc nợ và không có bất kỳ người phụ thuộc nào thì có thể không cần đến bảo hiểm nhân thọ. Hoặc nếu con bạn đã lớn và bạn có nhiều tài sản hay bạn đã nghỉ hưu và không cần phải thay thế khoản thu nhập đã bị mất nữa, bảo hiểm nhân thọ cũng không quan trọng. Hầu hết chuyên gia đều đồng ý rằng người trưởng thành có nghề nghiệp ổn định và trẻ em nên có bảo hiểm nhân thọ để phòng ngừa trường hợp tồi tệ nhất xảy ra. Theo Limra, một hiệp hội nghiên cứu dịch vụ tài chính và bảo hiểm của Mỹ. Để biết mình có thực sự mua bảo hiểm nhân thọ, bạn cần phải xem xét các yếu tố sau đây. Nhìn chung, bảo hiểm nhân thọ được thiết kế để bảo vệ người thân của người mua bảo hiểm. Chẳng hạn, người mua bảo hiểm có một khoản thế chấp, khoản vay mua ô tô, nợ thẻ tiến dụng hoặc các nghĩa vụ tài chính khác, thì bảo hiểm có thể thanh toán các khoản này nếu chẳng may người mua bảo hiểm qua đời. Bảo hiểm nhân thọ còn giúp gia đình người mua bảo hiểm tránh rơi vào tình trạng tài chính khó khăn nếu người mua bảo hiểm nhân thọ là lao động chính không còn nữa. Các chuyên gia của Limra cũng cho rằng, bạn mua bảo hiểm trong giai đoạn trẻ và khỏe, mức phí bảo hiểm có xu hướng sẽ rẻ. Bạn càng lớn tuổi, bảo hiểm nhân thọ cũng càng trở nên đắt đỏ. Nhưng nói chung, bảo hiểm nhân thọ, nhất là bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, thường có phí không quá đắt. Chẳng hạn tại Mỹ, một người đàn ông 30 tuổi có sức khỏe tốt, muốn mua bảo hiểm nhân thọ thời hạn 20 năm và có trị giá 500.000 đô la Mỹ, tương đương 12 tỷ đồng thì người này chỉ phải trả phí chưa đến 27 đô la Mỹ một tháng, tức hơn 600.000 đồng Việt Nam.